Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tech Room. Mình là Diễm Chan và ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến các bạn một chiếc tai nghe đến từ một thương hiệu, đó chính là Meizu, và đó chính là Meizu Bop với mã hiệu là TW50. Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình mở hộp để xem là với tai nghe Bluetooth này thì chúng ta sẽ có gì bên trong nhé. Let's go. Ok, bây giờ thì mình sẽ tháo siêu của nó ra. Mình tìm nãy giờ không có da đọc giấy nên mình sẽ... Vậy thì cái hộp thì nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà sẽ có đây là hình của hai cái tai nghe phiên bản màu trắng, và hộp này cũng màu trắng luôn. Ở sau là một số thông tin bằng tiếng Anh. Ok rồi, và bên dưới chiếc hộp thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái hộp đựng của Meizu, và cái hộp này nó sẽ kim luôn, là các bạn thấy là sạc luôn cho cái hai cái tai nghe Bluetooth của mình đây. Rồi, đây chính là thiết hai tai nghe Bluetooth Meizu. Và cá nhân mình thấy thì cái thiết kế cái hộp này nó rất là nhỏ gọn, nên là những bạn nào mà có thể là đi du lịch hoặc là các bạn đi ngoài ở ngoài thì nó sẽ rất là tiện để bỏ vô túi này, hoặc là bỏ vô túi sách, nó sẽ không chiếm diện tích quá là nhiều đó. Và bên cạnh đó nữa thì với cái hộp đựng như thế này thì mình cảm thấy rất là thích với những tai nghe Bluetooth mà có hộp đựng như thế này, thì chúng ta sẽ tránh cái việc là các bạn làm bị thất lạc cái tai nghe của mình đâu đó, và cũng sẽ là có thể là sạc pin mọi lúc mọi nơi. Đấy, mình xem nữa dưới hộp là chúng ta còn có gì nữa không nhé. Rồi, ở phía dưới bên hộp này thì chúng ta sẽ có chính là bộ sách hướng dẫn sử dụng, một sớ dài. Rồi, ở trong thì các bạn sẽ có một cái cổng cáp USB Type-C, cũng như là một cái những cái núm silicone tai nghe để có thể là thay đổi, nếu mà tai các bạn có những cái tai tùy theo cái kích thước tai của mình để có thể là phù hợp với lại cái tai nghe. Ok, bây giờ thì mình sẽ bước vào cái máy đó nha. Thì lúc nãy mình đã sạc pin rồi, thì các bạn có thấy là chúng ta sẽ có một cái màu trắng, nhìn nó thiết kế rất là đơn giản, nhưng mà mình khá thích về cái màu trắng như thế này. Mặc dù thì với màu trắng thì mình nghĩ nó sẽ hơi dơ một xíu, nên là các bạn sẽ giữ cẩn thận một chút xíu. Bởi sau đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái nút bấm, và khi các bạn bấm ở trên đây thì nó sẽ có cái đèn LED thông báo, thì nó sẽ hiển thị cái mức pin mà cái cục sạc này, cái đó là cái hộp đựng này là còn lại bao nhiêu. Thì mình bấm thì các bạn thấy là chúng ta sẽ còn hai nút như thế này đó. Đấy. Rồi ở phía dưới này chính là cái độ để cắm sạc. Ngoài việc các bạn có thể sạc pin thông qua cái cổng cáp là USB Type-C, thì các bạn có thể là em này còn được trang bị tính năng là sạc với lại cái đế sạc không dây nữa. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở ra nhé. Mở ra đây. Đó. Và các bạn không biết các bạn thấy không, khi mà mình mở ra thì nó sẽ có những cái tín hiệu đèn LED nhấp nháy ở đây. Thì nó sẽ đèn LED nhấp nháy màu xanh, có nghĩa là hai cái em này đang được sạc bằng cái hộp đựng như thế này. Và với thời lượng pin thì với em Meizu Pop TW50 này thì chúng ta sẽ có cái thời lượng pin là của mỗi tai nghe là 85 mAh. Thì với cái mức lượng pin như vậy thì nó sẽ tương ứng khoảng 3 giờ đồng hồ để có thể là nghe nhạc liên tục luôn ấy. Nhưng mà còn có chính xác hay không thì thực sự là có lẽ là mình phải cần một cái thời gian trải nghiệm lâu hơn. Bởi vì hôm nay thì Diễm chỉ mở hộp cho các bạn xem như thế nào thôi. Đấy, và mình sẽ bắt đầu lấy ra hai cái tai nghe này đó cho các bạn xem. Đó. Thường thì Diễm thì thường không thích những cái tai nghe in-ear, nhưng mà đối với những tai nghe Bluetooth như thế này thì Diễm đã từng trải nghiệm một vài tai nghe, thì mình cảm thấy là cái cảm giác đeo nó khá là thích. Còn về cái chất âm ở trên Meizu Bop TW50 này thì có lẽ là mình cũng sẽ hẹn lại các bạn một cái video sau. Thì cái cách sử dụng cái tai nghe này thì mình cảm thấy nó rất là dễ. Ngoài ra nữa thì nó sẽ có cái cảm ứng ở phần đây. Đấy, trên này các bạn có thể là cảm ứng, nghĩa là khi các bạn chạm vào một chạm thì nó sẽ là dừng hoặc là phát lại bài nhạc đó. Nếu các bạn muốn kiểu như là tăng âm lượng thì các bạn sẽ giữ chặt cái tem, các bạn sẽ nắm chặt cái tai nghe bên phải này, còn bạn muốn giảm âm lượng thì các bạn sẽ giữ chặt cái tai nghe bên trái như thế này. Thì mình cảm thấy rất là tiện, thật sự là đối với những tai nghe Bluetooth mà nó có tích hợp luôn cảm ứng cái phần trên đây thì các bạn chúng ta sẽ khỏi phải lôi điện thoại ra nhận cuộc gọi, hay là lôi điện thoại ra để có thể là tăng giảm âm lượng, nên mình thấy nó khá là tiện trên chiếc Meizu Pop TW50 này. Rồi, và ngoài ra nữa thì chiếc Meizu Pop này cũng có một cái khả năng chống nước là IPX5 nữa, thì nó có thể là chống thấm mồ hôi, cũng như là khi các bạn đi ra ngoài mưa nhẹ thì nó có thể là chống được. Còn nếu các bạn nghĩ mà để cái tai nghe này đi bơi hay là đi đâu đó, mình nghĩ là sẽ không được đâu. Ok, và đó là những cái đầu tiên mình mở hộp với cái em Meizu Pop TW50 này. Còn các bạn muốn trải nghiệm nhiều hơn như là cách sử dụng như thế nào, hay là về cái chất âm, thì có lẽ là mình sẽ hẹn lại các bạn trong một video sau nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn đừng quên nhấn nút like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho tụi mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Chúng ta sẽ có gì bên trong nhé. Let's go. Kêu kìa. Phải kêu chứ. Yeah. Ê mở, không có da đọc giấy. Phải outro đi em.